Xin chào anh em nhé, cái phi thuyền cho VF3 của Hải đã về rồi. Hải mua về xài nhá, chứ không phải là Hải bán đồ phi thuyền này. Nên anh em yên tâm, đây không phải là một video quảng cáo sản phẩm. 150 lít này dáng đầu vuông thì sẽ chứa được bao nhiêu, vì Hải cũng hay đi camping, dụng vali về quê thì sẽ chứa được bao nhiêu nhá. Cái dáng này là dáng phi thuyền dạng vuông, tức là cái đầu này đầu nó vuông hẳn thì nó sẽ rất là hợp dáng với VF3, chứ không phải là cái đầu nhọn hoắt thì Hải không thích loại đấy. Đây là cái chìa khóa để mà chúng ta cất đồ và mình sẽ khóa lại. Các khớp đỡ để mở ngửa lên nhá. Sau khi mở ra thì nó khá là rộng. Thanh xà ngang của nó này. Xà ngang thì chỗ này mình sẽ có một cái khóa để mình mở cái viên ốp này lên. Đây là cái ngàm bắt xuống. Đây, thanh của nó cực kỳ dày, to bản này. Nhìn to dày chưa? Cực kỳ to dày luôn, chắc chắn. Chỗ này có rãnh cao su này. Rãnh cao su này. To chắc chắn nha. Đây là bắt vít xuống này. Đây là cái bộ chìa để mình tháo cái ốp này ra thôi. Cái ốp để chúng ta bắt thôi. Khả năng nó sẽ dài hơn so với VF3, nên là khi mà thi công thì chắc chắn sẽ phải cắt đi. Phụ kiện nó, những cái miếng pad đỡ nắp ráp như này. Có những cái ngàm sắt để cắm vào trong cái phần thân khe ốc, ốc vít vặn, dây đai thắt và cao su đỡ. Bốn cái đồ như này để chúng ta bắt được. Bây giờ Hải sẽ thử cái sức chứa nó xem là cái 550 lít này chứa được mấy cái vali nha. Thấy là đây là cái vali to nha. Đây một cái vali nhỏ. Trong cái vali to này. Đấy, để dọc luôn nhá. Để ngang luôn, để ngang vali vào trong luôn. Rất là vừa này. Hai cái vali luôn này. Hải sẽ cho nốt cái thùng ôm bằng bạc lên một thùng đấy nữa. Đấy, rất là to. Hai cái vali, một vali to, một vali bé và một cái thùng to này thì đồng nghĩa là mình sẽ chứa được hai cái vali to và một cái vali bé. Và đây là một cái cặp laptop. Một ba lô laptop nhét nốt vào đây. Vẫn vừa nha anh em. Đấy, coi như là anh em sẽ chứa được hai vali to, một vali nhỏ và thêm một cái ba lô, vẫn còn chừa một số chỗ khoảng rất là to luôn. Có nhu cầu muốn đặt này nắp cho VF3 thì Hải nhận đặt cho anh em về nhá. Đây là một cái chiếc xe chở đồ camping của Hải. Thì với tất cả những cái đồ vật dụng thường xuyên Hải đang dùng trên nhét vừa một con xe hạng C rất là to của Hải, thì bây giờ Hải sẽ nhét lên trên cái xe, lên cái phi thuyền này. Đây là cái bếp, túi lều, cái bạt tăng, bộ bàn ghế. Và đây là tất cả những cái này là đều ghế ngồi, bốn cái ghế ngồi rộng thênh thang luôn. Tha hồ mà đi camping này không sợ thiếu đồ gì cả. Hải sẽ thử nhét nốt cái xe này lên. Nhét nốt cái xe này vào xem. Như anh em đã xem các clip VF3 thì anh em hay có một cái bật tăng kéo ra từ thân xe, thì thực ra thì cái đấy chỉ dáng đẹp thôi, dáng cho đẹp xe thôi, chứ công năng rất là thấp, vì nó luôn luôn gắn liền với xe thì cái độ trải ra nó rất là thấp. Chính vì thế nên là Hải sẽ có một cái bật tăng ở ngoài chứ không dùng bật tăng bên trong nữa, vì có những cái lúc mà những cái chỗ mà chúng ta sẽ không đi camping, mình không thể là cho xe vào tận nơi được, mà mình phải khuân đồ xa ra so với xe. Chính vì thế nên mới cần phải cái xe đẩy này là như vậy. Thì bây giờ Hải sẽ xếp lại, nhét cái xe đẩy vào xe. Vẫn đủ được cái xe kéo, vẫn đủ đồ. Và những cái hộp này thì có lẽ là sẽ không vừa thêm nữa, mà mình sẽ cần cái hộp đựng đồ ăn nó nhỏ gọn hơn. Đây, ví dụ như là một số đồ ăn nhỏ gọn hơn, mình nhét vào những cái khoảng trống còn lại thì vẫn ok, vì trong này, trong hốc kia vẫn còn đồ trống. Như đóng lại, ôi xa, vẫn long lanh luôn. Để mà đựng đồ bát đũa, chén đũa, đồ ăn gì đó thì Hải sẽ phải tính sang những cái hộp nhỏ hơn để mình nhét. Hoặc là hiện tại bây giờ Hải đang test nên là Hải đang để rất là xông xênh trong này. Trên chiếc cốp phi thuyền 550 lít này thì đã chứa đầy đủ đồ luôn. Đấy, thậm chí còn phần trên này vẫn còn dôi vì mình chưa có nhét thêm vào. Thì đồng nghĩa là anh em có đi camping gần hay xa, tầm 100 cây, 200 cây lại, đựng lại đồ này như này là vẫn là vừa. Tất nhiên là cái này, đồ này đồ camping nhiều, vì cái này Hải cầm mà cả cái xe đẩy này đi. Thì nếu mà anh em mà có đi dài ngày thì chúng ta sẽ chứa vani ở những cái khu vực như này, thì sẽ bỏ cái xe này đi. Cái đấy thì mình sẽ tùy biến thực tế thôi. Đó, còn lại đi ngắn ngày, 1-2 ngày thì với cái đồ camping như này thì rất là ok. Đi trong ngày chẳng hạn thì chứa như này thoải mái luôn nha anh em nhé. Lắp cái phi thuyền này lên xe như thế nào thì mình lại chờ clip tiếp theo nha anh em nhé. Có nhu cầu muốn đặt này nắp cho VF3 thì Hải nhận đặt cho anh em về nhé.